Là phải khỏe. Tiểu đẹp thế. Chủ tiểu là thằng Tưng. Và thôi thì nó rát được cây hồng đông loạn hồng loạn vàng vàng đấy úa thì đại ra chắc loại xanh xanh thì chắc mới ra được này. Đây là đây canh thở đây là canh thở. Hello, em xin chào chị bà con cô bác nhá. Dạ vâng, em kênh thương hiệu Lục Ngạn TV xin chào tới tất cả các bác nhà vườn trong tỉnh Tây Nguyên và các bác trong ngoài phía Bắc các bác nhá. Dạ vâng, hôm nay em lại tiếp tục đi quay một video cũng như là để cho các bác anh em vừa xem video vừa tham khảo cái thời điểm này thì cũng anh Thắng này anh cũng lấy thuốc bên chỗ đại lý em ở EK này thì bác cái bảo vườn nhà bác ấy, hôm nay là thấy một số thấy báo hoa rồi, cái vải u hồng các bác nhé. Thì em mấy anh em đang xuống vườn để tham quan thì để xem những cái cây nào nó báo hoa rồi cũng để cho anh em biết được và cái thời điểm này anh em mình sẽ chuẩn bị những gì để xử lý cho cây vải nó chuyển hóa mầm hoa và cần phun những cái gì thì em cũng chia sẻ luôn để cho các bác để cho anh em nắm được các bác nhé. Rồi, dạ vâng, em xem thời điểm quay video cho các bác đây ạ. Hiện tại bây giờ đang là 8 giờ 56 phút thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2024 của dương lịch các bác nhé. Còn âm lịch thì hôm nay cũng là thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2024 của âm lịch các bác ạ. Hiện tại vườn của bác ở đây là toàn vải u hồng thôi. Đây, cho các bác đi xem tham khảo một vòng nhé. Ui, vải to lắm, không biết vườn này bao nhiêu cây đây. Và vết khoanh thì kiểm tra vết khoanh thì chưa liền đâu các bạn. Thời điểm này thì cũng chưa phải thời điểm cho liền vết khoanh các bạn. Đây những cái vết khoanh nào mà nó rơi tầm khoảng nó 3 ly như này mi liền thì rất chi là đẹp này. Thì đến thời điểm của thấp nhất thì các bác lưu ý này. Thời điểm này các bác hãy cố gắng đến cửa hàng Mạnh Quân em ở km 66 quốc lộ 26 xã E Tý huyện EK nhé. Để em tư vấn cũng như là lấy thuốc cho các bác phun cái thời điểm để chuyển hóa mầm hoa là sao để cho ra hoa nó đều và nó tốt hơn để tình trạng sau này nó đỡ bị kẹp lọc các bạn. Thì hôm nay anh Thắng anh ấy bảo là vườn của anh một số đã thấy báo hoa rồi, có thỉnh thoảng có cành báo hoa rồi thì bây giờ mình sẽ làm video để quay cho các bác đây và anh em mình xem tham khảo nhé. Và để tí hỏi anh xem là hả ếch gì tất cả vừa qua là tần tặng mình cái cành hôm nay lúc nãy xem là cành nào cái người bên... trắng phết không nói chung loại này là ra loại này thì nó cũng đang ra. Báo thật cái vườn của anh Thắng này là năm nào anh báo là ơi Thắng ơi cho anh em hỏi một chút về anh hiện tại giờ anh đang tên là gì và sinh sống ở khu vực vườn anh Lam làm này là ở khu nào để cho bà con anh em xem video cùng biết nào. Xin chào bà con tất cả anh em đang xem like của anh Quân và TV Lục Ngạn. Mình tên là Thắng, mình đang sinh sống và làm việc tại tức là EDA nhưng mà rẫy của mình nằm ở khối 4 thị trấn EK. Hôm nay anh Quân có vào thăm vườn. Thì anh Thắng là thuộc là cái vườn này là ở khối 4 thuộc thị trấn EK các bác nhá. Thì bác ấy nói cái vườn này là của bác ấy là đang báo hoa thì để anh em sẽ đi tìm cái cành đó và để anh em xem nó thực sự có phải là hoa hay không để anh em xem video cùng tham khảo cũng như để biết được cái hướng trước là năm nay hoa nó ra sớm hay là ra muộn các bác nhé. Vườn anh Thắng là trồng được bao nhiêu cây đây? Vườn này là được 250 cây. 250 cây à? Ui dồi, cây to lắm nhỉ. 250 cây, cây to lắm các bác. Vườn này của anh lấm thân hơi nhiều anh ạ. Anh Thắng ạ. Vườn này có anh nấm thân nhiều. Những vườn nấm thân nhiều như này là cái tỷ lệ sau này ra quả nó hay bệnh lắm. Và đây quay vào thân cây cho các bác này. Có nấm thân nhiều quá. Đây. Thấy chưa? Nó như này cơ mà. Vết khoanh thì chưa liền. Đó, cái vườn này chơi mỗi anh làm nào là cái nấm thân cây nhiều quá. Có Z này thì cái này thành công này. Đây các bác này. Cái này nó báo trắng hết này.
Nói chung là cái thời điểm ở ngoài Bắc cũng vậy thôi, năm nào cũng thế, và trong Nam vậy, nó cũng có cái cảnh nó ra sớm. Thì thường trong cái diện nó báo như thế này thì là hoa là cái chắc chắn rồi. Nhưng cơ bản là thấy báo hoa này, muốn anh là đừng có thúc nó nhiều quá, ví dụ tưới nước hoặc là bón phân hoặc là phun kiểu như là dưỡng hoa các kiểu là đừng có lên. Khi nó sung sức, nó khỏe quá, nó chuyển hoa lại thành lộc luôn đấy. Vườn này thì, và cái đấy anh cứ phun cái chai chuyển hóa mà hoa cho em là được rồi. Đấy, hôm nay anh lấy đấy, tí nữa em cũng quay thuốc cho bác cái thắng bác ra chỗ em lấy cho các bác anh em cùng xem. Và thời điểm này cần phun những cái gì. Thì cũng xin thông báo cho các bác nhé, cái vườn của nhà anh Thắng thì một số là báo hoa trắng thật rồi các bác. Có điểm báo trắng từng cành, từng đầu cành thôi. Thì ở cái cơ bản em làm video để chia sẻ cho các bác anh em xem là mình biết là cái thời điểm nó cũng có thể báo hoa sớm một chút, trong có thể vài cây. Thế nhưng mà anh em mình làm vải thì không nên theo đuổi trong một cái cây đó mà có vài cây, một hai cành đó mà mình theo đuổi là thúc nước cũng như bón phân sớm quá là nguy cơ là sẽ bật lọc các bác. Cây này bật lọc nhiều này. Cây này bật lọc nhiều, cây này chắc là liền với bật lọc anh ạ. 250 cây to nhỉ, vải này trồng anh mà trồng từ 20 mấy nhỉ? 14. Trồng từ 24 rồi các bạn, cây to lắm. Cây to, lọc thân mình ngắt bớt nó đi. Đừng để nó lọc thân nó nhiều quá nó khỏe. Vườn của anh bây giờ hiện tại những cây là xanh này này, những cây này là nguy cơ ra sớm là hay là ra lọc nhiều hơn này. Và cây nó gì, nó bị cây nó bật lọc nhiều hơn. Đấy, những cây nó sẽ bật lọc nhiều hơn và những cây cái tầm lá này này nó sẽ đẹp hơn này. Tầm lá này nó mà rét như này đảm bảo nó ok này. Thì cũng thông báo cho các bác anh em như này. Thì thời điểm này là bón phân lân cho cây vải được rồi. Thì những cái vườn lá nó úa vàng như này này. Thì các bác bón cho em khoảng độ như này thì anh bón cho khoảng tầm 3 kg lân thôi, không cần phải bón nhiều đâu. Còn cây nào mà lá nó xanh đen như thế này thì các bác sẽ cần cho khoảng thêm 3 lạng kali nữa nhé. Các bác nhìn màu lá này này. Đấy, còn nếu như mà nó vàng lá thì bỏ qua kali, không cần phải vãi kali nhé. Anh em xem video là cố gắng phải hiểu chút, không là cứ xanh hoặc là vàng cũng vãi như nhau là nó khó. Sáng nãy xem cái cành thấy nhiều hoa lắm mà. Hồi sáng xem dư nó bảo hoa thật gì. Vâng. Mình cũng không nói chung là thường là những cái cây nó xanh hơn một chút ấy, thì nó sẽ ấy. Đây, những cây nó vàng như này là anh chỉ cần. Nó. Đấy đúng rồi, thường nó hồi xanh lên một chút này. Đấy, cái này là cái nách này, các bác nhìn ở cái nách trắng ấy nhá. Ở cái nách ấy, chứ còn là cái đầu của nó ra này là cái đầu lọc này. Còn cái lách trong này nó trắng như này này. Ừ đây cái cành này phải rồi. Chắc khả năng đúng cái cành này rồi anh. Không, không phải đâu, nhiều lắm kìa. Nó nhiều lắm à. Đây này. Các bác nhìn này. Đó, cái lá thì nó lên nó úa vàng vàng đấy. Cái chỗ này này. Anh dựng lên đây này. Đây này, cái chỗ này này. Đây cái lách nó trắng này này. Còn cái đây là cái lá này. Đấy, quay cho gần cho các bác biết này. Thấy chưa? Đúng báo hoa rồi. Thì hiện tượng báo hoa sớm như này thì nó cũng không có gì lạ đâu, cả ngoài Bắc Giang lục ngạn cũng vẫn vậy các bạn. Cơ bản thì cây nó đang về cái giai đoạn này thì có một số kiểu như là năm ngoái và năm nay ấy, nó nghẹn, nó cũng chưa ra được. Thì năm nay nó có thể ra sớm hơn một chút. Vì năm ngoái vườn này của anh có được quả không nhỉ? Năm ngoái thì nếu mà chăm thì chắc được vài tấn, nhưng mà sau năm ngoái không đủ công chăm thì mình bỏ. À, năm ngoái mà chăm thì được vài tấn. Các bác, các anh em ở trong Tây Nguyên là được vài tấn là bỏ, không chăm đâu. Nó được cả vườn mới chăm cơ. Đấy, cho nên là chắc nếu mà vườn này thì chăm thì được 3-4 tấn lúc nào chả được, đúng không? Đấy, nhưng mà các bác cái lười quá, các cái nhiều đồ chơi lắm. Trong này nhiều các bác nhiều thứ cây lắm. Cái này hiện tượng cũng lú lú hết rồi này. Cái này thì như này là đẹp, vết khoanh của anh thì em xem rồi, cũng ok đấy. Vết khoanh tầm này nó liền được xuống như vậy là ok anh ạ. Thì đến làm sao cái tầm cuối tháng 11 âm lịch này là các bác phải cho liền nhá. Thì các bác hãy lưu ý là đây này, những cái cây cành này này, cành đấy nó xanh thì không nói, chắc nó phải liền ở đoạn nào rồi nó sung như thế được nhỉ. Đấy, ví dụ như cái vết khoanh mà của các bác vẫn thấy sạch như thế này nhá, mà chưa thấy lú xuống tí nào thì các bác đi quấn băng dính lại nhá. À đây, nó có liền được cái dây ở đây. Hạt nào nó xanh thế.
thì từ gian cuối tháng này là các bác bắt buộc phải cho liền. Thì cũng như là hết tháng 10 âm lịch này các bác hãy, những cái vườn nào từ rộng từ 5 ly, 6 ly, 4 ly thì các bác đi quấn băng dính hết nhá. Những cái vườn cây lá vàng và úa vàng như này này, các bác sẽ đi quấn băng dính trước đi để chuẩn bị công tác cứu cây và cũng như đến thời điểm để tưới nước kích bông cho vườn vải nhà mình, để cho ra vườn vải nhà mình nó ra hoa đúng thời vụ các bác nhé. Không muộn quá là sau Noel thì 25 này nhé, 25 tháng 11 này là Noel rồi. Thì nó chỉ rét được mấy ngày thôi. Thì ngoài Bắc thì hiện tại giờ năm nay xin thông báo cho tất cả các anh em ngoài Bắc và trong Nam ấy, thì là sang năm 2025 là nhuận 2 tháng 6 các bác nhé. Thì khi thời tiết mà nó nhuận 2 tháng ấy, 6 hoặc là 2 tháng 5 hoặc là 2 tháng 4 thì thời tiết mà nó nhuận ấy, thì các bác biết là nó thời tiết vào cái tháng nào nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây vải. Thì em cũng làm rất nhiều video ở ngoài Bắc rồi ấy, thì là tháng 5, tháng 6 thì không ảnh hưởng gì đến cây vải các bác nhé. Nhuận 2 tháng 6 thì không ảnh hưởng đến cây vải, và nhuận 2 tháng 5 âm lịch cũng không ảnh hưởng gì đến cây vải. Nhưng thời tiết nó sẽ chậm đi tầm 10 ngày cho đến nửa tháng. Thì cũng như là các bác trong Tây Nguyên thì gần như tháng 10 ở trong này là mưa nhiều. Nhưng mà hiện tại giờ tháng 10 ở trong này gần cuối tháng 10 là chưa thấy mưa. Thì hiện tại giờ nó phải cuối tháng 10 âm lịch này sang đầu tháng 11 các bạn. Thì bắt đầu mấy tháng 12 ở trong này chắc chắn năm nay sẽ mưa nhiều các bạn. Cái phun thuốc cỏ hay là hun gì bén này? Cái này nó vừa là cỏ, cái này thả rồi phun thuốc cỏ. Phun thuốc cỏ này. Cái này thì hiện tại vườn của anh Thắng thì là một số là báo hoa thực sự rồi. Em quay như vậy cho các bác có, nó có vài đầu cành thôi. Thì cũng làm video để cho anh em xem và tham khảo. Và cũng như là cũng muốn dặn dò các bác anh em là không nên theo đuổi trên một vườn vải mà có, nó có vài bông mà ra hoa, anh Thắng công nhận không? Mình không nên theo đuổi cái đó. Nếu mà anh em mà không biết mà thấy bảo là em làm video rồi mà bây giờ vải bác Thắng ra hoa nhà mình chưa thấy gì. Các bác đi bón phân hoặc là kích tưới rễ ra là hỏng hết các bác nhé. Thì thời điểm để chính vụ cho cây vải u hồng ở Đắk Lắk Tây Nguyên này thì các bác ạ, nó vẫn phải tầm cuối tháng 11 âm lịch và đầu tháng 12 thì bắt đầu mới chính xác là cái thời điểm ra hoa đúng vụ các bạn. Thì trong Nam và ngoài Bắc thì ra hoa cùng thời điểm, nhưng mà tại sao lại trong miền Nam lại thu trước và chín trước hơn một tháng như vậy, thì nó liên quan đến cái thời tiết các bạn. Ngoài Bắc thì nó rét đến tháng 2, tháng 3 vẫn còn rét. Thế cứ mỗi đợt rét thì nó chậm đi vài ngày. Thì từ các bác ở trong miền Nam này thì là ở cứ Noel xong cái là bắt đầu nó rét được 2-3 ngày là xong, từ đó là nó nắng rồi, nó không có rét nữa. Thế cho nên là từ lúc ra hoa đến lúc chín là trong này thời tiết lúc nào cũng nắng ấm, nên cây phát triển rất chi là nhanh. Đấy. Còn anh em ngoài Bắc thì lúc nó ra hoa này, khi đang ra hoa thì nó lại rét thì nó lại chậm quá trình ra hoa, nó lại ngắn bông lại và nó sẽ lâu lở hoa. Thì nó sẽ chậm quá trình đi ra đi thôi các bạn. Đấy, những cành này xanh này. Những cành này xanh như này là bật lọc ấy nhá, không phải là hoa đâu. Thường ở những cái màu này của anh là đẹp này. Đấy, màu lá như thế này là đẹp nhất này. Thời điểm này là bắt đầu là chuẩn bị các bác hãy phun chuyển hóa mầm hoa những cái chai của em ấy, thì cũng như là để cho cây bắt đầu nó sẽ hồi tỉnh cái đầu đọt lại. Vì trong cái quá trình lúc anh em mình phun ép để cho cây nó ngủ, để ủ được hoa thì nó sẽ bị khô lại như thế này. Thì các bác bây giờ sẽ phun cho em hai lần của cái chai chuyển hóa mầm hoa nữa là ok rồi. Thì hai lần nữa thì có nghĩa là đến vào giữa tháng 11 âm lịch rồi đúng không? Thế là thời điểm đó thì chuẩn bị là vết khoanh liền, là bắt đầu tưới nước cũng như là phun kích bông cho ra hoa vào cái thời điểm cuối tháng 11 âm lịch và đầu tháng 12 các bác nhé. Bên này nhìn đẹp cây hơn nhỉ? Bên này đẹp hơn. màu lá này ok này. Những cái màu này bây giờ nó từ giờ đến lúc đấy nó còn 40 ngày nữa, nó hồi cây 40 ngày nữa. Không được do mà phun một đợt nấm lại rồi nó xanh lại. Còn nó bình thường nó bụi được cái xuống ngã màu này hết. Và cái này xuống. Và thực ra như những cái cây này thì cố gắng nếu cây này nó lại như này phun riêng nó hơi khó nhỉ. Phun riêng được thì tốt. Cái loại này thì vẫn phun ép được. Còn những cái cây mà nó vàng rồi, ok rồi thì anh Đại thấy không? Thấy nhiều cành ra hoa chưa? Có một số đúng không? Có một số ra các bác.
Thường là những cái cây nó báo hoa rồi, nó cây nó xanh như này này, sung sung hơn như này nó sẽ báo được trước. Rất tốt. Vườn này. Này anh phun cái gì nó cứ cháy cháy này. Thuốc cỏ. Thuốc cỏ. Sao phun thuốc cỏ ở dưới này? Dưới này đang nó bay lên. Nó bay lên hả? Đấy những cành xanh này nó bật lọc này. Cái cành này là như là cành cành thảo không? À cành này cành thảo. Cành thảo. Rồi, phun ông ấy phun là thuốc cỏ nó bắn lên lá cháy hết cả đuôi lá. Cái này nó có cỏ nữa đâu mà anh phải phun? Không được phun một lần bởi nó như này anh cứ kéo hết cái anh cứ kéo hết cái lá kia ra vứt ra ngoài này này thì là nó không có cỏ ở đây, anh không phải phun thuốc cỏ đâu cái vườn này. Căn bản là do không có thời gian. Vâng đấy, có thời gian anh cứ kéo nó ra đây đi thì mình đỡ phải phun thuốc cỏ. Đỡ mất công, đỡ mất tiền. Đây nó xanh này nhưng mà nó vẫn cầm. Nhớ xanh nhưng mà cầm. Trời nhưng vẫn đẹp mà cái này thả vô một cái nó lên đang luôn. Lá xanh đen nhưng vẫn đứng ok đúng không? Ừ. Cái những cây nào xanh đen là liền nó. Không phải cần phải nhìn, cứ nhìn màu lá cây nó xanh đen là liền à. Đây còn mấy trăm trụ tiêu. Đây còn được 700 bây giờ nó chỉ đi cắt thì còn 500. Còn 500 trụ tiêu nữa. Ông Thắng cũng nhiều trò lắm. À, trong này là nhà này, trong dãy của anh Thắng này các bác. Còn nhà chính này bác ở đường quốc lộ 26 cơ. Nhà phố cơ. Ui dồi. Trông chó các thứ được phải không? Nó ba chó đó ăn. Ngày cho nó hai bữa phải không? Đây các bác, anh Thắng anh ấy đang nghỉ. Sáng lấy thuốc bên chỗ em đây. Đây là phun cho giày dẹp, như là giày xanh này. Và đây, chai chuyển hóa mầm hoa này. Thì cho các bác anh em xem này. Thời điểm này các bác cứ đánh cho em hai lần đi. Đợt này mà phun thì đến tầm mùng 10 tháng 11 các bác phun lại một lần nữa lại cho em nữa là ok rồi. Các bác nhé. Còn đây, cái chai dẹp sạch này là để trị cho dẹp kim, dẹp sáp, bọ xít mũi, các dòng bọ cánh cứng, ruồi vàng các bác nhé. Đấy, trong hai cái sản phẩm này các bác cứ phun cho em cái thời điểm này là ok rồi. Các bác nhé. Rồi, ok, cảm ơn anh Thắng nhá. Ok. Anh Thắng phun được hai lần à? Phun 2 lần. Phun 2 lần nhà em mà đúng không? Được mỗi cứ 1 lần thôi sau. Một lần trước trong đợt này nữa phải không? Đợt này đợt 2 đúng không? Rồi ok, rồi cảm ơn anh nhá. Dạ vâng, thì video em làm đã chia sẻ cho tất cả các anh em nhà vườn như vậy. Thì cái quan trọng nhất là cái thời điểm bây giờ các bác lưu ý này. Là cái thời điểm các bác hãy cố gắng phun cái chai chuyển hóa mầm hoa cho em. Và cái chai dẹp sạch số 1 ý là để trị cho dẹp kim và dẹp sáp. Cũng như là bọ xít mũi phun cho nhãn đầy đủ các thứ. Em có đầy đủ thuốc cho tất cả các bác phun nhãn, vải, sầu riêng các thứ đầy đủ hết nhá các bác nhá. Đấy, chuyên trị bệnh thối trái. Thì thời điểm các bác này thì em quay bên chỗ này cái vườn tiêu của bác đẹp quá, em quay chút cho các bác anh em xem. Thì cũng như là thời điểm quan trọng nhất là bây giờ các bác lưu ý này. Thời điểm này thì em xin nhắc lại cho các bác là làm vải nhá. Thì hãy cố gắng hết tháng này các bác tầm cái vết khoanh nó tầm 4-5 ly mà chưa thấy liền thì các bác đi quấn băng dính nhá. Thì quấn băng dính ấy sau nó phải 1 tháng thì nó liền được. Và trong đó thì nó vào rơi vào cuối tháng 11 âm lịch nó liền rồi. Thì lúc đó anh em mình tưới nước cũng như là bón phân, cũng như để công tác chuẩn bị để tưới nước bón phân, cũng như là phun kích hoa để cho cái vải u hồng này nó sẽ ra hoa đúng thời điểm và đồng loạt sau cái đợt rét của Noel này. Thì các bác sẽ cố gắng làm sao cho cây vải mình phải liền. Và những cây lá vàng là các bác lưu ý là phải quấn trước và để xử lý trước các bác nhé. Thế cho anh em các bác phải lưu ý. Thì thời tiết năm nay thì nó nhuận 2 tháng 6 sang năm ấy. Thì các bác lưu ý là mình làm sao để tính toán cho nó hợp lý cái thời điểm ra hoa. À, vì ở trong miền Nam này các bác là hết Noel là hết rét rồi, nhưng không phải như ngoài Bắc ngoan em. Ngoài Bắc ngoan em thì nó cứ có đợt rét này có đợt rét kia ấy, thì nó rất chi là ok, vải rất chi là ủ hoa rất chi là dễ các bác. Thế cho nên là em xin làm video để chia sẻ cho tất cả các bác như vậy. Thì vườn của bác Thắng này thì cũng là hiện tại là một số đang báo hoa rồi, có mấy đầu cành nó thì cái số lượng nó ít. Thì anh em xem video được hãy bình tĩnh, không nên nóng nổi và cũng không nên vội vàng quá. Các bác tưới nước phải kích rễ thì nó rất chi là
khó khăn cho các bác không cẩn thận là nó sẽ bật lọc các bác nhá. Thế cho nên là thời điểm để tưới nước bón phân để kích rễ thì nó phải là cuối tháng 11 âm lịch các bác nhá. Thì thời đó chúng ta sẽ xử lý phân và sẽ phun kích hoa trên đầu cành, kết hợp dưới tưới nước trên phun kích hoa các bác nhá. Dạ vâng, các bác xem video thực sự thấy hay hữu ích cho like, đăng ký chia sẻ cho kênh Thương hiệu Lục Ngạn TV và kênh Thuốc Chữa Bệnh Tạo Mã nhé. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác.